Và xin giới thiệu một chút, đây là một bác mà Hoa rất ngưỡng mộ và rất là yêu quý trong đội nhóm của Hoa. Bác là một thượng tá về hưu và may mò miệt mài, và Hoa phải khâm phục cái sự kỷ luật và kiên trì của bác ấy. Và vào và đi với một tốc độ rất là nhanh, không những mình thành công nhanh mà còn giúp được em gái của mình cũng là một hiệu trưởng thành công rất là nhanh trong CVD lên K7 trong vòng 3 tháng, vào là lên K5, K6, K7 liên tục luôn. Rồi xin mời bác Phạm Tiến Đường chia sẻ bí quyết tuyển dụng của mình ạ. Thôi, Phạm Tiến Đường đầu tiên là rất cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Hòa Hân, cảm ơn hội đồng thủ lĩnh S96 Tuệ Tâm cho Đường chia sẻ ở cái buổi Zoom lớn như này. Đường cũng tham gia rất nhiều buổi Zoom và nghe nhiều người đã cướp cái quyền của mình ở trên Zoom như Đường chưa bao giờ làm được. Tuy Đường là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Đường xin giới thiệu, Đường là tên đầy đủ là Phạm Tiến Đường, năm nay 65 tuổi, đã về hưu được 11 năm rồi. Đường rất có cơ duyên và Đường cảm ơn cái bản thân mình đã có những cái kiếp trước nào đó mà mình đã có cơ duyên được đến với CBD này và được dùng sản phẩm của CBD. Đường một người rất quan tâm đến sức khỏe. Đường rất quan tâm đến sức khỏe. Những năm tháng phục vụ quân đội, bươn trải ở cuộc sống, mưu sinh thì cũng có rất nhiều căn bệnh. Đúng là gần như là thấy trên Zoom của chúng ta nói là ngân hàng bệnh. Đây là một cái từ mà vào môi trường này Đường mới thấy. Người ta ngân hàng tiền nhưng vào đây là ngân hàng bệnh. Nhưng tại sao một ngân hàng bệnh mà dùng được một cái sản phẩm quý giá, mà một cái giải pháp mà Đường đang đau đáu tìm bao nhiêu năm không được, đến khi là một cơ duyên có chị dâu con của bác dùng sản phẩm này thấy thay đổi quá. Rồi cách đây một năm là chia sẻ cho Đường, Đường thì gần nhà thủ lĩnh Hòa chia sẻ nhưng mà Đường vẫn chưa tin. Nhưng sau một năm Đường quay trở lại về quê hương thì thấy chị thay đổi nhiều quá, thấy nước da nó hồng hào, 66, 67 tuổi. Bảo sao gì chị thay đổi thế? Thì chị bảo là chị dùng cái sản phẩm này. Chị mới nói thôi, chị giơ cái lọ Novamin. Đường thì rất hay nghiên cứu, thấy cái biểu tượng của cái lọ Novamin thôi là đã thấy cái giá trị của nó rồi. Cái cấu tạo của tế bào đấy. Cho nên Đường thấy tuyệt vời. Thế là Đường đón nhận để thôi, bây giờ mình bị xương khớp lâu nay điều trị, thậm chí là bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện 175 của quân đội, nhưng không cải thiện được nhiều. Và Đường đi đến những cái thuốc nam, thuốc đông y với rất nhiều giải pháp, cao hổ, rồi cao mèo rất nhiều, rồi tắm biển, cả 10 năm liên tục tắm biển, nhưng chỉ giải quyết được một mức độ bình thường thôi. Nhưng khi đến với sản phẩm Suri, vào đây Đường càng được học, Đường thấy đưa cho mình nhiều giá trị và Đường sử dụng đúng đủ đều sau 3 tháng. Các bạn biết không? Thay đổi hoàn toàn, đưa lại cho mình một cái niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm. Đấy, xương khớp hồi đầu đi ngồi không được, ăn cơm là phải ngồi ghế cao, mời mà ăn cơm mà ngồi xuống dưới là không bao giờ ăn ngon cả. Nhưng đến bây giờ là đi lại ok, tuyệt vời luôn. Da rẻ nó đã thay đổi, mắt lão hóa nó đỡ. Đấy, chân tay, rồi nước da của mình, năng lượng của mình tốt hơn, tự tin hơn khi mình lại được vào cái môi trường này, được trang bị cho mình phát triển nhiều hơn, thấy ở trong này quá nhiều giá trị. Thế là mình có niềm tin. Đấy, Đường niềm tin, tin lắm. Và bởi vì mình thấy thay đổi, thậm chí là tóc bây giờ nó mượt, mà tóc hồi xưa hói trán bây giờ nó mọc, không ngờ được. Mà xong mình trao giá trị cho em mình, ba người em đều bị xương khớp, và Đường trao niềm tin, Đường mãnh liệt lắm. Cô cứ làm đi, cô dùng đi, và cô làm đi. Như vậy thì là đầu tiên là trao cho người nhà mình dùng sản phẩm, rồi đi vào cái kinh doanh không biết từ khi nào. Mình thấy giá trị, mình vào học, học rất chuyên cần, tập thể dục buổi sáng, học rất chuyên cần và học được ở nơi cái môi trường này. Quá nhiều giá trị mà mình ở trong môi trường quân đội đã bươn trải ở nhiều, ngoài nhiều, đã tôi luyện nhiều, thậm chí là đã tận sang bên được đi học tập ở tận Liên Xô, học làm việc với chuyên gia rất nhiều năm, mấy chục năm.
Đấy, nhưng mà mình vào đây mình thấy được nhiều giá trị quá. Giá trị ở đây là sức khỏe, và từ cái đó lan tỏa đi và trao cái giá trị này cho người thân yêu của mình, cho đồng đội của mình. Và cũng báo mọi người là Đường đã trao được nhiều giá trị cho bạn bè lắm ở trong Sài Gòn, mà mới vừa rồi đây, khi nãy Đường đang nghe Zoom thôi, rất là tuyệt vời. Một người bạn tiến sĩ đã từng du học ở Nga, thiếu tướng, về hưu sau Đường, cùng đi bộ đội nhưng về sau thì đau đáu là tự nhiên là vũ trụ đưa đâu đến vào đại học năng lượng. Tự nhiên trước Tết đây bạn nó hỏi bảo, bạn ơi tớ bị tim, mà giáo sư đang tư vấn cho tớ là phải mổ ngay. Thì hỏi bạn là tớ tin bạn, tớ hỏi bạn là bởi vì bạn bè cho nên hay giúp đỡ, là hỏi về phong thủy, rồi hỏi về tuổi tác rồi, cho nên là cũng góp ý. Và thôi, bạn đang còn có những cái bất trắc ở trong gia đình, mới đang có tang thì không có mổ, nhưng mà bạn có khả năng là dùng cái sản phẩm này, tớ tin lắm. Tớ dùng bây giờ nó cải thiện sức khỏe quá tuyệt vời, bạn dùng đi xem thế nào, rồi ra năm tính. Thế là bạn đón nhận đấy, tớ chả phải giới thiệu, bạn nói ok là tớ dùng. Thì bây giờ là bạn đã dùng của bạn, cải thiện sức khỏe ok, bảo giấc ngủ êm, thở êm, không tức ngực. Đấy, là tim là giáo sư cho mổ, dùng cho con. Và mới lúc nãy đây thì bạn đã gọi điện là đang là hỏi là để chuyển từ khách hàng thường xuyên, đấy, cái thủ tục để sang tư vấn viên, để tiếp tục để trao giá trị này cho nhiều người khác nữa. Thì Đường và bạn bè nữa, và nhiều bạn bè bảo để cho thằng Quế nó dùng xong rồi thì có gì bọn tớ sẽ dùng. Rất nhiều bạn bè của Đường, rất nhiều, mà Đường khi nào cũng tâm niệm là chỉ trao đi những cái giá trị này. Đấy, thì đấy, khi chúng ta có niềm tin, chúng ta tin vào mình, chúng tin vào sự thật, tin vào Đường thành công. Khi Đường vào đây, Đường thấy nhiều giá trị, những thủ lĩnh đã thành công, những con đường đi nó nhân văn như vậy, nó một cái mô hình kinh doanh tuyệt diệu như vậy, thông minh như vậy, như thế, và đưa lại được nhiều giá trị cho nhiều người. Thế tại sao mình vẫn vững vàng truyền cái năng lượng đó cho bạn bè và trao đi để cho họ lan tỏa những cái này, làm cho mọi người được sức khỏe, mọi người được có cơ hội, nắm bắt được cơ hội phát triển mình hơn. À, rồi con đường những người cần kinh doanh tìm ra để phát triển, làm cho dân giàu nước mạnh. Mà nhiều người, cái doanh nghiệp của mình phát triển thì hệ thống của mình phát triển nhiều thì đóng thuế cho nhà nước nhiều, xây dựng tổ quốc ở đây, xây dựng mình, đưa dân mình có sức khỏe, giàu, phát triển, trí tuệ, thì tổ quốc ta lại có được nhiều cái khoản thuế, lại đóng góp xây dựng, phát triển cái đất nước chúng ta giàu mạnh hơn. Đấy, thì hôm nay cũng không có thời gian, Đường cũng rất chân thành cảm ơn và biết ơn các thủ lĩnh đã cho Đường chia sẻ, cảm ơn và biết ơn sản phẩm của Siberia, một vùng vi diệu rất nhiều, và Đường khám phá ở đây và đang đau đáu học tập và quyết tâm. Tiền không quan trọng, trao giá trị để cho nhiều người được đón giá trị này, lan tỏa giá trị này, giống như thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường ấy, kế hoạch năm 2022 đưa vào thị trường Thái Lan và Hàn Quốc và vươn tới thế giới và vươn tới nhiều nước nữa. Bởi vì người dân Việt Nam chúng ta thông minh, cần cù, sáng tạo, chịu khó và quyết tâm. Đấy, Đường trong trên hệ thống ấy, phụ nữ Việt Nam là đánh dũng cảm đảm đang, đánh